Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Đây em sẽ kiểm tra cái ổ ong mà bắt cột điện như đợt trước em đã chia sẻ với chị nhé. Hai anh em đi cắt bắt ở cái cột điện này. Một số video bắt cột điện của em là thành 9 cái. Đây xem kiểm tra xem ổ ong bắt cột điện về xem quân nó phát triển không nhé. Mật loán. Mật rồi, đã bít bên đây mật gần bít anh loán này. Trắng bên đây là mật bít đấy. Trong nó bít. Bên đây bít rồi kìa. Một cái cầu trong bít rồi. Bít trắng, bít trắng. Đây bên đây này, bên đây bít này. Là đầy bít các bạn nhé. Đây kiểm tra đây một số như hôm nọ em chia sẻ được một mũ cối các bạn nhé. Con này chúa cũng được, con chúa cũng được, không lên nỗ. Chúa được nó mới đẻ phát triển đẻ đàn vậy nhé các bạn nhé. Em có chia sẻ một số clip về ong cột điện rồi các bạn nhé. 9 cái video ong cột điện ạ. Giờ ra đây về đây đã về nhà bọn em đã thần hóa đấy các bạn này. Cầu đã bỏ cầu, tức là cầu anh có cầu sẵn rồi anh bỏ sang nhé các bạn nhé. Cả cầu cả con qua thì nó phát triển nhanh nhé các bạn nhé. Chứ đừng nói quý anh chị tại sao là bọn em bắt về mà nó làm cầu nhanh như này. Tức là nhà là nuôi 20 mấy ổ ong đấy các bạn này. Là lấy cầu cái cầu của cầu kia, cầu có con ấy, bỏ vào đây thì ong nó ở lại các bạn nhé. Đấy là cái mẹo ạ. Còn một số anh em bắt về là ong đi là cái vấn đề là các anh chị không để cái sáp cầu của nó đấy thì sao có con nó lưu luyến được. Nó buộc phải đi. Thì con nhộng cũ của cái đàn cũ của anh bỏ vào đây chứ không phải là quý anh chị mà sao nó mới bắt về chưa được khoảng tầm mà em bắt về mới được một tháng đúng không, mà sao lại chuẩn bị có mật rồi. Đây hiện tại giờ gần đầy đấy các bạn nhé. Nên ong bắt cột điện về bọn em sẽ nuôi đây như quý anh chị đây mật đây này là đã bít này, hai bên đầu bít này giữa cho bít ạ, là nó gần đầy đấy nhé. Mật bít này mật già các bạn nhé. Còn dưới thì cái con vẫn đẻ bình thường các bạn này. Ở dưới là toàn bộ ở dưới này là con ong thọ đang nằm ổ mà đẻ đó. Đó như cái cầu kia cũng vậy rồi các bạn kìa. Cầu kia cũng bít gần bít nắp rồi, cầu nhiều mặt hơn. Cầu trong nhiều mặt hơn. Đây là toàn bộ này em nói là bắt ong cột điện là như vậy quý anh chị nhé. Bắt ong cột điện về là chúng ta có một cái cầu nhộng của cái ví dụ đây là cầu này là em bắt ong cột điện về chứ. Em lấy quân em gom vào thì em phải bỏ một cầu đến hai cầu của cái ổ này qua. Đó là ổ toàn bộ ổ đây em lấy một cầu nào đẹp em lấy bỏ ra một cái ổ qua đây để cho ong nó đẻ và phát triển nhé. Như quý anh chị thấy nhiều lúc quý anh chị nói là mới bắt về một tháng sau nằm cầu đẹp như vậy được ạ. Cái đó là nguyên nhân quý anh chị bắt về mà không có, một nó bỏ đi này, hai là nó không có luyến gì đó. Nó lại không còn được tồn tại các bạn nhé. Chị thấy thì em là một cái ổ này là bọn em bắt cột điện về thì quý anh chị nhớ cho em cái video em bắt cột điện một cái sơ di có bắt cột điện em nhớ hình như là 9 cái video các bạn nhé, là toàn video có bắt cột điện ạ. Đúng là hình như em nhớ hình như 9 cái video đó, toàn bộ bắt quang cảnh cột điện em sẽ chia sẻ đấy. Thì từ bữa đến giờ này em nghĩ khoảng tầm một tháng các bạn nhé, khoảng một tháng mà cái ổ nó như vậy được hai cầu thôi, bọn em làm hai cầu thôi nhưng mà nó bít số lượng bít rất nhiều ạ. Bọn em sẽ lấy cầu của ví dụ em đã giới thiệu đây này, hai ổ đây thì ví dụ hai ổ gần nhau với chưa, em sẽ lấy cầu bên đây một cầu nhộng này, xong một cầu bọn em sẽ bỏ sáp vào các bạn nhé, bỏ sáp vào để làm sáp nhân tạo á, để chúng ta nó tự xây vào thôi các bạn ạ, để khung cầu vào mình làm khung cầu bỏ vào nó tự xây được. Nói chung là ong thì em review về ong thì vì khu vực này thì nó đang mát thì nó rất nhiều ong các bạn nhé, và em nuôi rất nhiều ong ạ, không phải là ít ong đâu. Đó đằng trước đây là ổ của nó đây. Đó đằng trước nha các bạn nhé. Toàn bộ cảnh trước của ong á. Tí nữa em sẽ chia sẻ cho quý anh chị làm cái sáp cầu luôn nhé quý anh chị nhé. Anh đây này em chỉ có mới chia sẻ về cái kiểm tra cái ổ ong bắt cột điện về xem nguyên nhân thế nào các bạn, như là đậy vào thì đằng trước nó rất ổn định này các bạn này. Một số con canh cửa ra canh cửa mới quạt cửa ở đấy nhé các bạn nhé. Quạt đằng trước đấy. Rồi sau này em sẽ chia sẻ cách hàn cầu các bạn nhé. Đây cái cầu của chúng ta đã đóng đây các bạn này, đã kéo dây kẽm rất chắc chắn nhé. Cầu đây theo kích thước của cái chuồng ong các bạn nhé. Ổ ong này em sẽ làm hai cầu, hàn hai cầu này, hàn sát ong các bạn nhé. Đây cái sáp của nó đây các bạn ơi. Sáp này sáp tự nhiên đây, nó mỏng như cái tờ giấy của chúng ta thôi nhé. Đây là sáp này chúng ta bỏ vào đây chúng ta hàn này. Đây các bạn nhé, để bỏ như này hàn thôi. Đó. Để vậy là chỉ đi hàn xong rồi để như này là hàn nó dính vào cái đường dây thép các bạn nhé, không phải buộc ạ. Đây sáp ong tự nhiên của chúng ta là nấu ra đây các bạn nhé, từ cái sáp của chúng ta đi quay đấy còn dư đấy là bọn em bỏ này, chúng ta hàn vào nhé, hàn theo cái đường dây nóng đi kéo thẳng như này đó,
thì nó dính vào đây thì ong nó sẽ bắt đầu đẻ con nằm nhộng ở đây các bạn nhé. Đây là sáp sáp tự nhiên, không phải sáp nhân tạo các bạn nhé, sáp của mình nấu ra đấy, tức là sáp có khuôn nhưng mà mình nấu ra các bạn nhé. Như này mỗi lần đi quay ong mà mình cắt những cái sáp thừa đi ấy, là nấu ra đó. Đây này, cái sáp nấu ra đây các bạn này, đây anh cứ nấu ra này đó, mình nấu dư thì mình cứ để từng miếng này các bạn nhé. Sau này mình sẽ có số lượng nhiều, mình sẽ đúc ra một cái khuôn như này các bạn nhé, làm như mối cầu của mình đấy, tức là quý anh chị làm nó có khuôn cả, cái gì có khuôn nhé, theo cái đúng kích thước của nó thì chúng ta quay mật nó dễ hơn ạ. Đấy, dụng cụ của chúng ta thì gồm cầu đây mới bỏ sáp vào các bạn nhé. Đó, anh bỏ hai miếng sáp đó, cái sáp này nhìn cái sáp thật nó khác, nó thơm mùi ảo của ong luôn các bạn nhé, không phải sáp nhân tạo. Một cái nhé, một cái này hàn thôi, một cái ghi ở trên kia. Bỏ sắt này anh sẽ hơi nóng các bạn nhé, là anh hàn nó đơn giản, cái hàn cầu đơn giản các bạn nhé, không có phải phiền hà phiền phức gì đâu quý anh chị ạ. Nó anh hơi đấy nóng là anh bỏ đó, là anh làm thôi, anh bỏ vào cầu thôi, đơn giản nhanh lắm ạ. Anh bắt một cái đĩa với cái sáp ấy để anh bỏ đi nó nóng chảy ra, để anh dán gắn vào, gắn cái cầu vào các bạn nhé. Ở trên đây một cái đĩa này, bên đây một cái mỏ hàn các bạn kìa. Bếp thì hơi lộn xộn, mong quý chị thông cảm nhé, nhà thế này. Đó, anh cắt cầu đây, anh bỏ cầu đây. Để vậy là cái bánh này dư là chúng ta nấu lên để như này các bạn này. Cái sáp tự nhiên mình cắt ong ra đó, cái đấy là có khuôn nó nấu ra đã có khuôn bỏ rồi, dễ rồi. Anh chuẩn bị hàn nhé. Rồi anh đổ, anh múc cái đây, anh đổ đây, đổ vào lẹp đây để nó giữ cái chân các bạn nhé. Cái sáp cái nó nóng là nó giữ nhau. Anh múc từng vá vào, anh mỗi mình thìa anh đổ đó rồi dính cái sát trên các bạn nhé, bên trên là gỗ. Đó, đổ xong nó nghiền luôn các bạn, nó nóng rồi, mình nấu trên nên nóng rồi nó dính cho cái chảy xuống cho dính vào cái sáp của chúng ta đấy. Mình ví là có hai đường dây kẽm, ba đường dây kẽm, chúng ta lấy mỏ gọi là mỏ hàn, em nói mỏ hàn đi. Quý anh chị nào có mỏ hàn làm nhanh hơn nhé, chơi mỏ hàn nhanh hơn ạ. Có mỏ hàn làm dây thép thì nhanh hơn, dí vào nóng nhanh hơn. Còn mình không có, mình chơi bếp ga cũng được, làm ít này thì mình không cần thiết phải làm mỏ hàn các bạn nhé. Đó, anh đẹp, anh đổ múc cái sáp nấu lên cho nó đổ dính vào trong các bạn nhé, đổ tí nó chảy ra rồi. Rồi xong cái đế chân của mép trên này các bạn nhé, anh đổ vậy nó chảy một phát xong luôn, nó dính vào nhau rồi, nó nóng nó dính vào nhau rồi. Rồi đợi cái hàn, mỏ hàn là chúng ta hàn rồi. Rồi qua đây cận cảnh anh hàn lên các bạn. Đó, anh hơi nóng xong anh lấy vào đường dây, anh hơi vào đường dây thép đấy, anh kéo thôi, nóng nó tự bám vào cái sáp cầu của chúng ta nhé, nó dính vào. Nỡ mà anh em nào không quen thì thủng một lỗ không sao đâu coi quý anh chị nhá, đấy một hai lỗ không có gì vấn đề gì cả, ông nó tự vá tự làm được. Nón quay à, cái này có nón quay à, có cái kép cứng ấy hả. Anh làm chuyên rồi thì nhanh hơn anh em nghiệp dư nhá, anh em mới tập làm tất nhiên thì nó chậm chạp hơn rồi, và nó thủng bị hay bị thủng lỗ nhé. Anh làm thì nó cũng có lỡ tay, cũng bị mấy cái số lượng bị ít các bạn nhé, chứ không phải không ạ. Đã ba đường các bạn nhé, giờ sang đường thứ ba này, anh kéo vào đó thì nó nóng, cái dây kép thì nó dính, sẽ dính vào cái sáp ong, chúng ta tránh động vào sáp ong nhé. Sáp ong động vào thì tất nhiên nó phải thủng rồi. Đó, chúng ta đã vậy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái cầu ong này nhé. Đưa đây, đây, đây.
Làm khác đấy, bỏ làm khác đấy, là như quý anh chị thấy giờ nó liền nhau rồi nhé. Đây này vừa hàn như vậy để mà em đã hàn nó liền nhau dính nhau rồi ạ. Đây này. Nó dính các mặt luôn các bạn nhé, không bị gì hết ạ. Sáp này gọi là sáp tự nhiên chúng ta đúc ra đây chứ không phải là nó không có tạp chất gì đâu bạn nhé. Ong là nó không có một cái tạp chất gì, nó có tạp chất nó bỏ đi ngay ạ. Mùi vẫn thơm mà mùi của mật các bạn nhé. Đó là cái cầu ong đây bọn em làm, cái cầu ong này ví dụ đi bắt ong về bọn em làm một cầu ong ngay trước. Ví dụ thế em bỏ một cầu với một cầu mới này, ong nó tự đẻ ra này, một cái ầu cầu mà chúng ta để là có con nhộng rồi chứ các bạn nhé. Như hôm nọ là em đã chia sẻ một cái video con nhộng rồi đó. Cái video con nhộng này chúng ta là nhộng có nhộng ong chúa nó đẻ ra rồi thì nó sẽ phải buộc ở lại thôi các bạn nhé. Vì nó phải thương con, vì nó phải thương con nó phải ở lại với con thôi. Nó không thể bỏ đi được các bạn nhé. Đây anh chuẩn bị làm cái thứ hai các bạn này. Đây bắt đầu anh làm cái thứ hai này các bạn nhé. Anh bỏ cái sáp vào rồi thì anh giờ anh chỉ theo đường dây kẽm thôi. Rất đơn giản và nhanh gọn các bạn nhé. Nó cũng như cái này thôi các quý anh chị nhé. Anh hàn xong rồi cũng như này thôi. Giờ hiện tại chưa hàn, nó đang bùng này, nó chưa dính nha các bạn này. Đó cái miếng này. Dây kẽm đây em đây thò tay vào được đây. Đó. Đây hàn xong là được rồi. Cái hàn này nhanh thôi quý anh chị nhé. Cái này chưa dính. Hàn ấn vào phát nó dính ngay các bạn nhé. Vì nóng cái dây kẽm, cái đầu sắt nóng nhau thì nó chảy ra thì cái sáp dính vào. Cái sáp của ong này. Dính này ong nó tự làm đấy các bạn nhé. Ở dưới chân đây mình nó đổ rồi ạ. À. Dính ngay cái gỗ này mình đổ cái sáp nó dính nhau với cái sáp của mình thôi. Ở nhà thì nhiều nghề nhé, nhiều tiền nhiều nghề, hết ong thì chim. Đưa một bạn về đi. Giỏi đa nghề nhiều tiền, làm ong tháng kiếm vài triệu rồi. Rồi anh đã hàn xong hai cầu rồi các bạn nhé. Như vậy là chúng ta quy trình làm sóc ong đã xong rồi. Cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý chị mà thấy hay thì hãy tặng em tôi thiếu nay nhé, và anh chị em chưa bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của em Tony Tiến nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.